chào các bạn, đây là đàn con của Bruno và Sakina Ruby. Cho con đẻ ra rất là to. Tina đã sinh được 5 đứa. Này, nhìn cho con này, là cuống rốn nó còn đang thì vẫn nguyên đấy, sinh được 2-3 tiếng. Đây là Tina. Tina được cái là đẻ rất là nhanh. Tina buồn ngủ, Tina nằm xuống ngủ đi.